giao thông và nhiều hộ dân ở huyện Phong Điền đã bị nước ngập sâu hơn 1 mét, bị cô lập và gặp nhiều khó khăn do không có nhu yếu phẩm. Sự hỗ trợ của lực lượng chức năng đã đến kịp thời với gia đình. Đã bật kịp thời, cứu hỗ trợ, nhưng gọi hay không? Rồi bác ơi, rồi cố gắng. 14 trong số 16 xã thị trấn của huyện Phong Điền đang ngập trong nước, có nơi nước dâng cao hơn 2 mét. Nhiều hộ bị bao vây cô lập trong biển nước mênh mông. Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, nguy cơ đối mặt với thiếu điện, thiếu nước, thiếu lương thực là rất lớn. Mì tôm, bánh và một số nhu yếu phẩm đã được các chiến sĩ sử dụng cano vượt làn mưa đem đến hỗ trợ kịp thời. Trước diễn biến mưa lũ còn nhiều phức tạp, các lực lượng đã chủ động vận động giúp di dời người dân ở vùng thấp trũng lên vùng cao, bố trí các tổ công tác tăng cường chốt chặn các tuyến đường ngập lũ. Hàng trăm ngôi nhà và hàng trăm hecta rừng là điều bị hư hại rất là nhiều. Bởi vậy nên công an huyện Phong Điền đồng thời bên cạnh đó giúp nhà dân là xây dựng lại, kiến cố lại những nhà tốc mái và đồng thời cũng giúp dân là chặt những cây để đưa ra những thông thoáng các đoạn đường ngập trũng. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi khuyến cáo người dân ở những nơi thấp trũng gần sông suối hãy di chuyển sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng gần nhất. Bên cạnh đó không được di chuyển khi nước lũ dâng cao. Gọi điện ngay cho cơ quan chức năng để nhận được sự trợ giúp từ chính quyền và người thân. Tính đến chiều qua thì đã có 13 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ. Thông tin cập nhật từ Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung Tây Nguyên, trong đó 5 người thiệt mạng tại các tỉnh là Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, 8 người hiện vẫn đang mất tích. Ngoài ra mưa lũ còn làm 5 người bị thương. Quảng Trị là địa phương có số nhà dân bị ngập nhiều nhất với hơn 18.000 ngôi nhà. Đây cũng là địa phương có số diện tích lúa thiệt hại nhiều nhất. Tại tỉnh Quảng Bình, đêm qua có mưa to đến rất to, khoảng 13.000 nhà dân đã bị ngập do mưa lớn kéo dài những ngày qua. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết là các địa bàn bị ngập lụt nhiều chủ yếu ở các huyện là Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh, huyện miền núi Hướng Hóa, Minh Hóa có nơi ngập tới 3 mét. Toàn tỉnh hiện vẫn còn hơn 80 thôn bản bị ngập lụt, chia cắt và cô lập. Mưa to cũng làm cho 115 hecta nuôi trồng thủy sản và hơn 850 hecta rau màu bị ngập úng và nhiều gia súc, gia cầm bị chết do nước lũ.